Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay được phát sóng vào thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV7 của Đài Truyền hình Việt Nam. Tôi là Ngọc Bích và ngày hôm nay chương trình xin đề cập đến một vấn đề gây nhiều tranh cãi trong xã hội hiện nay: tự tù sinh con, quyền hay đặc ân. Khi tôi bước chân về đến đây là tôi vác cái bụng to lắm. Sau được 10 ngày thì tôi sinh cháu. Để mà tôi bước xuống trại giam thì chắc chắn là chuyện về dị nghị thì nhiều lắm. Buôn những hàng vai bánh cơ mà. Thì chịu bản án ấy, việc gì phải chờ lách luật để cho làm những cái gương không tốt cũng như là cái những cái dư luận cho đứa trẻ. Những năm qua tôi day rất nhiều và cũng không nghĩ đến cái hậu quả như vậy. Tôi đã từng viết thư và tôi muốn gửi cho về cho bố nó. Tôi chỉ muốn là sau này nếu mà con tôi nó được về với bố nó thì nó có thể thay tên đổi họ. Và cũng đừng bao giờ cho nó biết là tôi là mẹ nó. Nhưng rồi cuối cùng bố cháu cũng không đón. Chắc là cũng có những cái nỗi khổ riêng của anh. Tôi cũng không oán trách, nhưng mà tôi nghĩ con mình nó quá bất hạnh. Đúng là khi mình còn có bố mẹ mình tự hào như nào thì đứa con mình nó cũng lại nhục nhã vì tôi như thế. Không biết rồi sau này tương lai của nó như nào. Lúc nào tôi canh cánh trong lòng, chỉ sợ là nó sau này nó mặc cảm với cuộc đời. Thưa quý vị, nhà tù là nơi giam giữ để trừng phạt và cải tạo những cá nhân vi phạm pháp luật. Tử hình là mức án cao nhất thể hiện quyền lực của nhà nước. Một đặc trưng cơ bản của sự giam cầm chính là tù nhân bị tước đoạt mọi quyền và nghĩa vụ của công dân. Tuy nhiên, điều đấy không có nghĩa họ không được đảm bảo bất kỳ một quyền lợi nào của con người. Quyền được khám chữa bệnh, quyền không bị tra tấn, ngược đãi, đó là những điều mà mỗi tù nhân cần được đảm bảo. Liên quan đến quyền lợi của họ, có một câu hỏi được đặt ra: liệu những người tử tù có được phép sinh con qua bất kỳ hình thức nào hay không? Có hai luồng lập luận khác nhau. Luồng lập luận thứ nhất cho rằng bị tước đoạt quyền có con là cái giá họ phải trả cho tội ác của mình. Để trừng phạt, trong thời gian chịu án, họ không có tư cách để trở thành những người bố, người mẹ. Đó là những điều công bằng đối với người tôn trọng pháp luật. Luồng lập luận đối nghịch lại cho rằng xã hội và nhà tù không có nghĩa vụ giúp tù nhân hay bất kỳ ai khác sinh con đẻ cái, nhưng cũng không có quyền tước đi quyền này của họ. Xem đây là sự trừng phạt không còn phù hợp với nhà nước hiện đại và đi ngược lại giá trị nhân đạo của xã hội hôm nay. Và đâu là câu trả lời đúng đắn? Có lẽ sẽ thật khó để chúng ta có thể đưa ra một câu trả lời trọn vẹn. Trên thực tế, nhiều nước, trong đấy có Việt Nam, cho phép tù nhân gặp vợ hay chồng của mình trong một không gian riêng tư nếu như họ có nguyện vọng sinh con. Tuy nhiên, vì lý do an ninh mà những người tử tù không được phép có những cuộc gặp gỡ này. Vậy, với sự phát triển của y học hiện nay, khi mà việc tiếp xúc vật lý giữa người vợ và chồng không còn là con đường duy nhất để có con, thì tại sao họ không được sinh con qua đường thụ tinh nhân tạo? Đây không phải là một câu hỏi mang tính lý thuyết mà nó đã được xảy ra trên thực tế. Năm 1999, William Gerber, một tù nhân thụ án chung thân ở California, Mỹ, đã kiện ra tòa vì lý do nhà tù không cho phép anh được thực hiện thụ tinh nhân tạo. Một tòa án Mỹ đã xử anh thắng cuộc với lý do không có bức tường nào ngăn cách giữa người tù và hiến pháp. Họ vẫn được thực hiện các quyền của mình trong hiến pháp nếu như nó không ảnh hưởng tới an ninh của nhà tù và đi ngược lại mục đích của hệ thống trừng giới. Việt Nam có thể chứng tỏ mình nhân đạo hơn trong việc cho phép tử tù sinh con qua đường thụ tinh nhân tạo. Tước đoạt quyền con người quá mức độ cần thiết chỉ góp phần tạo ra những cá nhân vừa hung hãn vừa tuyệt vọng, ảnh hưởng tới chất lượng cải huấn của nhà tù. Những tranh cãi về vấn đề này có lẽ sẽ không chỉ dừng lại ở ngày 1, ngày 2. Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng nhà nước vừa đảm bảo được việc thực thi pháp luật công bằng, nghiêm minh, vừa đảm bảo được giá trị nhân văn, nhân đạo của xã hội. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay với đề tài tử tù sinh con, quyền hay đặc ân xin phép được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.